10 hạnh tốt của bậc đại hiền. Bồ Tát Hiền Nhân tiếp tục dạy rằng người hiền thật sự có 10 hạnh tốt như sau. 1. Học rộng, hiểu nhiều. Đó là yếu tố cần thiết để thiết lập tri thức cao, nghề nghiệp vững vàng. Có tri thức, ta hiểu thấu đáo các vấn đề. Vì thế khi làm điều gì cũng mang đến hiệu quả cao. Có tri thức, hiểu biết, ta không sợ người khác qua mặt, lừa dối, gạt gẫm. Ta đủ trình độ để nhận thức được rõ ràng các vấn đề đúng sai, phải trái với các mức độ khác nhau của nó. Ta cũng biết rõ diễn tiến, nguyên nhân, sự hỗ trợ, kết quả của sự việc. Do đó ta hoàn toàn có thể thành công trong việc giải quyết, thực hiện các việc đó. Chỉ có điều một số việc ta không thể bắt tay thực hiện được, không phải vì lý do khả năng mà vì lý do thời gian không cho phép. Vì vậy ta nên tìm hiểu, học rộng các nguồn tri thức của xã hội. Càng hiểu biết rộng, ta càng có nhiều cơ hội để thành công trong cuộc sống. 2. Không phạm giới luật. Giới luật tức là những điều khoản đạo đức giúp cho mình sống tốt hơn, hạnh phúc hơn và giữ được phẩm chất thanh cao, phước báu lâu dài. Vì thế tôn trọng, không phạm giới luật, phát huy các mặt tích cực của giới luật sẽ làm cho giá trị con người của ta ngày càng tăng trưởng. 3. Kính thờ Tam Bảo hết mực. Phật là bậc siêu phàm thoát tục, khó có một người thứ hai tương đương với Ngài trong lịch sử của nhân loại. Do đó tôn kính và học hỏi Phật, học hỏi chánh pháp là điều khá dễ dàng. Tuy nhiên cung kính, tôn trọng Tăng là điều không phải dễ. Bởi vì trong cộng đồng Tăng già, bên cạnh các vị chân sư thật học, vẫn còn những vị chưa thực sự tu tập tốt, nên thỉnh thoảng còn làm những việc phàm tục, làm cho nhiều người mất niềm tin. Trong tình hình thực tế đó, ta vẫn giữ gìn sự tôn kính đối với Tam Bảo, trong đó có Tăng già là điều rất quý. 4. Thọ pháp lành không quên. Thọ nghĩa là nhận lấy, thọ trì. Khi ta nghe thấy một điều hay, lẽ phải liên quan tới Phật pháp thì ta nhớ lấy, thực hành. Tránh tình trạng nghe xong rồi quên hay chất chứa thành tri thức để khoe khoang. Trong đạo Phật, quan trọng nhất là pháp hành. Nghe rộng hiểu nhiều nhưng không thực tập thì sự chuyển hóa không thể nào diễn ra. Đức Phật dạy, tu học là phải sống với Phật pháp, xem Phật pháp là phương pháp chuyển hóa thân tâm. Do đó là người tu học Phật, ta phải luôn ghi nhớ lời dạy đó, để những tập khí xấu, ác trong ta được chuyển hóa. 5. Điều phục tham, sân, si. Tham, sân, si về phiền não căn bản, có gốc rễ sâu dày trong tâm thức của chúng ta. Không ai mở các khóa đào tạo làm lớn lòng tham, tăng trưởng tâm sân và chìm đắm trong sự si mê. Nhưng hầu như sinh ra, ai cũng có sẵn ba loại phiền não trên, hoặc ít hoặc nhiều. Có tu học thì người ta mới có thể chuyển hóa được các thói hư tật xấu liên hệ đến ba độc tố tham, sân, si đó. Không có cơ hội may mắn hoặc gặp những tôn giáo mê tín dị đoan đặt nặng về chủ nghĩa hình thức, rốt cuộc thì tham sân si vẫn còn y nguyên. Đó là một bất hạnh lớn của con người. Người nào điều phục được, vượt qua được, chuyển hóa được tham sân si, người đó xứng đáng là bậc chân nhân ở giữa cuộc đời này. 6. Tu tập tâm bình đẳng. Bình đẳng luật pháp, bình đẳng đạo đức, bình đẳng tâm linh và bình đẳng giới. Đó là bốn điều bình đẳng quan trọng nhất mà đạo Phật chủ trương. Nhờ sống với đạo Phật, ta nhận thức rõ bất bình đẳng là một thái độ sống tiêu cực, đáng lên án. Nó khiến cho tình trạng xúc phạm, tổn thương,
trà đạp nhân phẩm người khác diễn ra trong xã hội. Do đó, ai từ bỏ tâm bất bình đẳng, thiết lập thái độ sống bình đẳng, thì người đó thật sự là người đáng quý, đáng kính trọng. Tâm bình đẳng đưa tới lối sống nhân ái, hài hòa, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho mọi người. 7. Thích làm các việc ân đức. Ban ơn không nhất thiết phải có tài sản vật chất. Có tài sản vật chất thì tốt, nhưng nếu không có cũng không sao. Ta vẫn có thể giúp người hay làm được nhiều việc lành bằng cách khích lệ, hỗ trợ, bảo vệ người và những giá trị tích cực khác trong cuộc sống. Khi làm việc tốt như giúp đỡ người ta không cần tới sự đền đáp mà giúp bằng một cái tâm trong sáng, lòng thương và trí tuệ, với mong muốn nhờ sự giúp đỡ này họ có thể tự vươn lên bằng đôi tay, khối óc và sự nỗ lực của họ. Giúp người như thế, nhân cách, giá trị đạo đức của ta ngày càng được phát triển, thăng hoa hơn. 8. Không nhiễu hại ai. Nhiễu hại bằng lời nói có thể làm cho con người thất điên bát đảo. Nhiễu hại bằng tay chân có thể dẫn tới thương tích và tử vong. Bất cứ một hành động nhiễu hại nào cũng đều có thể dẫn tới nhiều tổn thất lớn cho người khác và bản thân ta, ở phương diện này hoặc phương diện khác. Do đó, người trí luôn tránh xa các hành động nhiễu hại, tạo hạnh phúc cho mình và cho người khác. 9. Hóa độ được người bất nghĩa. Làm cha mẹ mà không có trách nhiệm với con cái, làm vợ chồng không chung thủy với nhau, làm con cái không hiếu kính cha mẹ, làm anh em như lửa với nước, không hòa thuận, tất cả những người như thế đều gọi là người bất nghĩa. Người bất nghĩa thường không màng tới giá trị của các mối liên hệ, vì thế tình thân bị chia cắt, quan hệ xã hội đổ vỡ. Điều đó dẫn tới một đời sống cô đơn, khổ đau và tuyệt vọng. Hóa độ được người tốt thì khá dễ dàng, vì bản thân họ đã là người tốt. Chỉ cần có thêm hỗ trợ tốt thì họ sẽ tốt hơn. Độ được những kẻ bất nhân bất nghĩa mới thực sự là việc làm khó, vì họ luôn biện hộ, viện lý do để bảo vệ bản thân họ. Vì luôn luôn tìm cách biện hộ, không mở lòng đón nhận những điều hay điều tốt, nên họ không có cơ hội để sửa đổi, chuyển hóa. Tuy nhiên, trong tình huống đó mà giúp họ biết sống nhân nghĩa, yêu thương bản thân, yêu thương người khác thì thật là một điều hết sức quý báu. 10. Không lầm lẫn việc lành với việc ác. Đây là một trong các yếu tố của trí tuệ. Nhờ có trí tuệ, ta phân biệt được đúng và sai, tốt, xấu, tình huống nên làm và không nên làm, cái nào có giá trị và cái nào gây ra tổn thất, phán đoán rạch ròi và chọn hướng đi chuẩn mực. Nhờ phân định được thiện ác, tốt xấu, ta có cơ hội thoát ra khỏi điều ác, dấn thân trong việc làm lành. Kẻ không phân định được thiện ác, tốt xấu, dễ chìm đắm trong sai lầm, gây khổ đau và gây nguy hại cho bản thân và người khác. Vì vậy, theo Bồ Tát Hiền Nhân, trong cuộc sống, ai rèn luyện, trau dồi 10 điều trên, biến chúng thành hành vi, lối sống của mình, thì người đó được xem là người hiền, người có trí tuệ. Tóm lại, nội dung của chương này cho thấy, người nào không biết vượt qua được những trở ngại của bản thân để học hỏi những điều hay, tránh những điều đáng ghét, tạo những điều đáng kính, không gần gũi với 10 hạng người kính nhi viễn chi, đồng thời phát huy 8 nhân cách cao thượng, 12 điều tâm niệm, 10 đức tính tốt của các bậc đại hiền, thì người đó được xem là người trí tuệ, đáng được người đời cung kính, tán dương. Thưa các bạn kính quý, trước khi khép lại clip này,
Xin mời các bạn nghe một bài thơ hay của Diệu Giác đăng trên trang phatan.org. Đặt bước là đã tới nơi, an trú hiện tại đất trời nở hoa. Thở sâu, êm nhẹ, bình hòa, thân tâm tạo hợp một tòa kỳ quan. Nụ cười thấu hiểu, dung khoan, não phiền tan biến, hân hoan ngập lòng. Kính thưa các bạn, chúng con xin chân thành cảm tạ quý bản trang, quý thầy đã giúp chúng con hoàn thiện clip này. Xin cảm ơn các bạn lại hạ cố ghé xem. Thân ái, kính chào các bạn.